Còn đây là câu chuyện của mẹ tôi. Mẹ tôi thì hơn được bố tôi một chút, là mẹ có hiểu tiếng phổ thông, nhưng mẹ không biết nói tiếng phổ thông. Và câu chuyện bắt đầu từ khi tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Đường bẩn lắm nhỉ? Đường bẩn quá. Đường quê khác yên tĩnh thật. Yên bình. Nhưng mà lần này em đưa anh về ra mắt bố mẹ em ấy, bố mẹ em không biết tiếng phổ thông đâu đấy. Có gì không hiểu thì phải nói hỏi em ngay nhá. Anh không biết tiếng Thái cơ. Anh thế em mới bảo anh phải học. Học thì học biết bao giờ. Anh có biết là cán bộ người ta bây giờ người ta phải có một cái bằng dân tộc thiểu, tiếng dân tộc thiểu số không? Bằng TOEIC thì anh có rồi. Đéo tin. Rồi chứ, tiếng dân tộc thì không có. Trời ơi. Anh đến nhà em chưa? Nhà em đây anh. Mẹ ơi, mẹ để con giúp cho. Em hãy xin về đi. Để con giúp cho. Với bà lại sớm ăn đi nọ quán kéo yêu ái o chứ bà mình hổ mì và nghề hù quán kéo đi nọ chứ bà á bừ. Ê, con ấy. Dạ. À, ai ra thì lợp. Ai ra thì đạp. Mẹ chứ phải á prom pom pem. Ai ra thì đập mẹ. Cái này lại bảo ai ra thì đập đập mũi chắc. Ai ra thì đập. Đừng lại đây. Anh làm gì đấy hả? Mẹ bảo anh ai ra thì đập. Là có nghĩa là nó hơi nó ra bốc ra ấy thì bảo anh nắp lại, mẹ không biết nói tiếng phổ thông. Thế còn plom pom pem là cái gì em? Plom pom pem là đi tắm. Trời ạ. À, thế cũng không biết. Anh tưởng gì? Thôi đi bảo em làm cho. Chết mày rồi. Hai da thì đồng đồng ốt đầu này không biết nói tiếng phổ thông. Thái rồi. Con ơi, có ai kìm nhà đâu mà lấy trâu ở bố em ơi. Lấy trâu ở bố? Đó ăn nương à? Lấy trâu ở bố? Đó ăn nương à? Cái hùa
cần bị nộ. Ý, thú tố mưng ý, ế mưng à. Phù mía thảo hâu ý, bốc bình đậu. Cái gì đó là nở mở. Chí chuẩn bị mi lù khấy kéo hít hít. Thế bà phần cửa bố hù quang kéo. Quán kiểu mà cũng quán kiểu chia đó là ừ. Ừ. Ý nả chiếc bình vai ở tay bản tay mương sau vừa mới thử đứng ý. Khay phố mía thẩu hâu đi. Sau chi là mở lớp cơ bản ấn cơ xá lớp bổ túc văn hóa với đây. Thâu lắng tí ép xứ đường sáu ấy à. Chẳng chữ hù quán kiểu quân. Thẩu đều với ép đã quỳ nè. Chứ bà đó là ư mừng áp bẻ em sáu ý con mà bó quý quán kiểu này nè cửa chiếc pin nhau cấu nhau liều rú mà ư mi lù mi tàu con kiểu mà cửa chiếc pin ta ơ ổ tô cần chú mư rú là chi lùng quan cần rú mà lộ mừng lơ bó hổng pha hay hay ba ai ra thì lực cú lơ bó bè đánh quái hờ và lụ khởi nhân khắm mày và sớ chiếc tập quái thôi. Bên con à, thứ này ép ép sao bạc, sao phải trương nữa. Tao cần phải ép đi nó. Ừ, phải phải xin à. Làm ký nữa. Ôi men bò bọc xứ bái khắp đi nó. Ép vững cọc, lọc thử vững cọc. É kim khẩu nhá lưng na. É kim pa nhá lưng nằm. Ôi muôn tê đi nô. Lấy tê đi nè. Ta sư cái chiếc ép ở văn vũ đó y. Khoi con. Lấy bơi, lấy bơi. Sáng tác không. Cá vẫn con. Tê là bò y. Thầu đi cái châu tiếng hình nghe. Diệt vai khắp vai tố nè. Quay con nơ khay nè. Chứ ép hủ chẳng khắp. Cho biết mặt, tảo học đi dung học. Lần sau mà anh còn như thế nữa là bố đánh biết cho thật đấy.